những khách của Vũ Du đã quen thuộc với nhau rất nhiều năm rồi. Nhưng mà tôi là xin phép là tôi cũng phải thưa với mọi người rằng là lâu lắm tôi mới được lên sân khấu như thế này với một cảm giác như ngày xưa mà anh em chúng tôi đã ngồi thể hiện trên sân khấu này với mọi người. Cái thời kỳ đầu tiên tôi xin phép mọi người thông cảm nhé, bởi vì khi thời kỳ đầu tiên của chúng tôi á là bao giờ cũng là cốc rượu. Và thời kỳ lúc đấy tôi còn nhớ là anh Tú Xỉn, Diêu Lâm. Và kéo mãi tôi đến bây giờ là cốc rượu say suốt ngày. Đấy, thì mong mọi người thông cảm. Có gì mà nếu mà không phải cái phép lịch sự thì cũng mong tất cả mọi người thông cảm. Đấy, tôi được bao nhiêu năm tôi gửi lại đây rồi, cảm ơn chủ quán Dũng Linh đã tạo điều kiện cho tôi hôm nay lên được trở lại sân khấu và được gặp gỡ mọi người. Nhưng mà tôi cũng phải là bao giờ có tinh thần của tôi bao giờ là phải có cốc rượu. Bởi xin phép mọi người, bởi tôi không phải là ca sĩ chuyên nghiệp. Đấy, tôi mới có nồng độ cồn vào thì tôi mới mạnh dạn cho hát được. Bởi thường thường tôi là nhạc công. Đấy, thì mong tất cả quý vị ở đây mọi người thông cảm với tôi. Đúng không ạ? Đấy. Tôi là Hồ Đu cũng xin lỗi là vì ngày xưa mỗi anh em cứ làm cái là làm một cốc rượu nên là hôm nay mới được như thế này. Không, không, anh ấy cho hát một bài hát. Cầm cho anh ấy cốc đi. Trăm phần trăm đi. Trăm phần trăm hát được. Xin chào mọi người nhé. Vâng. Tôi cứ phải uống trước thôi, tôi mạnh dạn mới hát được. Đây, anh cũng sống. Tôi xin phép mọi người như này. Sau bao nhiêu năm trở lại lại thì tôi sẽ không hát những cái bài mà như mọi người thường hát, mà tôi sẽ tặng mọi người ở đây một bài hát tôi sáng tác. Có được không ạ? Tôi tự sáng tác. Đúng rồi, xong rồi. Và hiện tại là mọi người cũng thông cảm là chưa hề qua phối khí rồi nhỉ. Hôm nay là tự do, tự tại và cảm hứng với nhau để giao lưu với nhau một tác phẩm. Nếu hay hay dở thì cũng xin được mọi người thông cảm. Đúng rồi. Được không ạ? Được. Đấy. Và bài hát này tôi sáng tác là cho vợ và con tôi. Hay quá. Đấy, cho vợ con tôi. Bài hát được mang tên Có Con Cuộc Đời Bố Đã Hồi Sinh. Hay quá. Giọng tôi thì không phải là giọng ca sĩ chuyên nghiệp, cho nên là mi trưởng đấy. Mi trưởng. Rồi, mi trưởng. Mi trưởng nó vừa đẹp. Hai. Ba nghìn sốt ba thì sốt ba. Sốt ba. Nhá. Bà Lan nha. Vừa lạnh vừa đoán nhá. Một đêm một tao quá. Một đêm một con nhảy gỗ. Rồi, ok, ok. Xin lỗi mọi người nhé. Đêm một con nhẹ hôn đầu tay mình, nhìn ngắm hai mắt con yêu, cuộc đời mới chưa hồi sinh. Tầm mong một con rồi đây mai này con lớn còn. Yeah.
nhìn ngắm hai mẹ con yêu. Cuộc đời bốn chiếc hồi xưa, tiếng chúc con ngày tháng ngày ấm thật. Thắm con yêu rồi đây mai này cuộc lớn còn. Hoa thể hiện trên với mọi người. Mong nếu có gì mà sai sót mong vâng. Mọi người bỏ qua và thông cảm. Vâng. Có được không ạ? Được. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người. Vâng. Sau đây ban nhạc cũng xin phép được nghỉ giải lao trong vòng 22 giờ. Hẹn các bạn vào tối mai.